kiến Giang xưa có tên gọi là Bình Giang. Bình Giang là hợp lưu của bốn con rào chính có tên là rào Nậy, rào Con, rào Sen và rào Mỹ Sơn. Sách Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An, thế kỷ 16 có đoạn tả về dòng kiến Giang như thế này: nước trong xanh, vị ngọt, khuấy không vật đục, uống không biết chán. Đó là con sông đẹp nhất trong xứ. Sông có chiều dài khoảng 58 km, hiền hòa như một dải lụa xanh biếc, chảy từ miền rừng núi xanh thẳm, men theo những làng quê thanh bình yên ả, rồi xuôi ra biển cả. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ chạy dọc bờ sông, bao câu chuyện thú vị về đất và người Lệ Thủy cứ thế được kể rành rọt và đầy tự hào bởi những người con yêu quê hương như máu thịt. Em ơi, em về Lệ Thủy mà em biết món ăn tinh thần của người Lệ Thủy là cái gì không ạ? Khi nói về món ăn tinh thần của người Lệ Thủy thì em nghĩ rằng đó chính là hò khoa Lệ Thủy chị ạ. Chứ thiếp thương chàng đêm sương ngày nắng, chứ chàng thương thiếp không biết nhắn với ai, sợ e sai lời nói, chứ chàng thương thiếp thì mọi già con người, hoa sâu nhì nở không tươi, mà đêm nắm canh mà em cứ mà nhớ người. Mà người ơi, em không nghĩ rằng chị Hới lại biết hò và hò hay đến như vậy đâu ạ. Hò khoan Lệ Thủy thì tất cả những người dân của Lệ Thủy này ai cũng đã được thấm vào máu thịt của họ rồi, cho nên ai cũng hò được và hò rất hay em ạ. Hò khoan Lệ Thủy là loại hình diễn xướng dân gian, nên bất cứ ở đâu có làm việc tập thể, ở đó có hò khoan. Người ta hát như để vơi đi sự nhọc nhằn trong lao động, để giao duyên, truyền dạy kinh nghiệm sản xuất, lối sống cho con trẻ và gửi gắm tình cảm đôi lứa. Để hiểu hơn về làn điệu hò khoan Lệ Thủy cũng như sự nỗ lực bảo tồn làn điệu dân ca này, chị Hới đã mời tôi tham gia một buổi sinh hoạt cùng câu lạc bộ Yêu Câu Hò Xứ Lệ. Đây là nơi quy tụ nhiều nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian, những người dành cả đời gắn bó với câu hò khoan. Câu lạc bộ duy trì tập luyện đều đặn hàng tuần, vừa ôn làn điệu cũ, tập điệu hát mới và truyền dạy cho lớp trẻ. Nếu có chút năng khiếu về âm nhạc sẽ rất nhanh để bạn có thể học và hò được. Còn không có khả năng âm nhạc cũng chẳng sao, bởi dù gì thì bạn cũng được thưởng thức nhiều giai điệu hò khoan đượm chất trữ tình và tìm hiểu về một loại hình di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hò khoan Lệ Thủy được chia ra thành các làn điệu như thế nào ạ? Hò khoan Lệ Thủy thì gồm có 6 mái, từ mái dai, mái tre, mái nền, mái ba, mái sắt và mái rồi. Cái dụng cụ mà mình sẽ sử dụng trong hò khoan Lệ Thủy là cái dụng cụ gì ạ? Hò khoan Lệ Thủy chủ yếu là xuất phát từ trong cuộc sống lao động và sinh hoạt của người dân Lệ Thủy, cho nên nhà cụ để mà hỗ trợ cho hò khoan Lệ Thủy là chỉ có những là dụng cụ lao động, ví dụ như là song đoan, gõ này. Những làn điệu hò khoan không chỉ là lời ca tiếng hát của người dân hồn hậu mến khách, mà còn là những âm hưởng về Lệ Thủy, mảnh đất anh hùng trong chiến đấu, giỏi giang trong lao động sản xuất.